Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác đam mê bẫy chim, bẫy cò, bẫy vạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại giới thiệu cho các bác một cái loa AT100 hàng cao cấp nhất nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết và test thử cho các bác luôn về cái loa này, đấy, về cái âm thanh, về âm lượng của nó. Thì đây là cái vỏ hộp của nó, cái AT100 các bác nhé. Vỏ hộp màu vàng có in một cái hình ô tô này, đấy, hai mặt như một. Đấy là cái dòng loa AT100. Còn là về cái thân loa của nó này. Đấy, thân loa của nó thì em sẽ giới thiệu cho các bác này. Đấy, thân loa của nó có tem ghi AT100 các bác nhá. Có tem bảo hành ốc này, bên trong bên sau này là cái tem hướng dẫn sử dụng. Đấy, tất cả đây là cái loa điều khiển từ xa nhé. Tất cả những cái loa dòng điều khiển từ xa thì đều có anten ở thân loa và anten ở điều khiển. Đấy. Về cái những cái nút điều chỉnh thì đây là cái thân loa được sơn màu đen này. Còn là về cái lúm điều chỉnh của nó ấy, thì rất là đơn giản thôi. Đấy, một cái gồm ba cái lúm điều chỉnh chính này, một cái lúm là điều chỉnh bật mở và điều chỉnh âm lượng luôn. Còn cái lúm này là điều chỉnh chép này, điều chỉnh bát này. Đấy, đấy là khi đây là lách cộng này là qua bài này, còn lách trừ này là quay lại bài, còn xì tốp là dừng lại. Đấy, đây là báo đèn báo hiệu pin này, màn hình hiển thị này, khe cắm thẻ nhớ này, chân cắm USB và một cái chân cắm sạc. Thì bây giờ là em sẽ test thử cho các bác về cái âm lượng của cái loa này. Thì khi các bác sử dụng ấy, thì các bác bật cho em một cái lúm bật mở này. Đấy, cái lúm này là điều chỉnh âm lượng luôn nhé. Đấy, khi bật được rồi thì các bác ấn cho em cái nút play đây. Đấy, thì là nó chạy thôi. Thì đây là cái lúm này thì các bác điều chỉnh âm lượng này cho to nhỏ lên. Đấy, xoáy ngược kim đồng hồ thì là nhỏ nhé, còn nếu mà các bác muốn tăng thì các bác xoáy theo chiều kim đồng hồ. Đấy, đây là cái màn hình hiển thị các bác nhé, còn đây là cái đèn báo hiệu của pin trong loa, đây là khe cắm thẻ nhớ thì em đã cắm vào đây rồi. Đấy, đấy là về cái loa này. Đấy, về âm lượng thì điều chỉnh chép ở đây. Đấy. Đấy, điều chỉnh bass ở bên này. Các bác muốn qua bài thì các bác ấn cái nút lấy cộng này. Đây là tiếng chim sẻ, em thu tiếng chim sẻ thì ở cái thẻ nhớ này là em vừa sáng đi đánh chim sẻ thì em thu tiếng chim sẻ. Còn nếu mà khi các bác mà mua hàng thì nhà em cung cấp cả cái thẻ nhớ này riêng, nếu mà các bác có nhu cầu thì nhà em sẽ tặng cho các bác là tất cả các tiếng đấy, các bác thích cái tiếng gì thì em sẽ tải cho các bác là cái tiếng đấy. Còn đây là tiếng chim sẻ thì sáng em đi đánh em có tiếng chim sẻ thôi. Đấy là về cái cách sử dụng của nó. Còn về những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm ấy khi mua cái loa này, đấy thì là được tặng một cái túi như này. Túi như này thì để các bác đút loa vào, các bác đeo lên người, thì túi này có cả dây đeo nhá. Đấy, thì đây là có một cái lớp băng dính này, dán vào thì các bác đeo lên người thì sẽ không làm rơi loa và rất là gọn này. Đấy là về cái túi này. Còn về tiếp theo là một cái tay điều khiển. Cái tay điều khiển này thì sử dụng thì ở đây có một cái nút bật mở này, đấy, một chân cắm sạc này. Thì tay điều khiển này có anten các bác nhé. Đấy, các bác điều khiển từ xa thì các bác kéo cái anten này lên. Điều khiển thì rất là đơn giản thôi, điều khiển như là điều khiển tivi của mình ấy. Còn ở trong cái tay điều khiển này thì sử dụng cái quả pin 5C, quả pin đen trắng của các bác ngày xưa ấy. Nếu thì các bác hết pin thì các bác lại sạc, không phải mua pin rời như cái các dòng tầm tiền trung thì phải mua pin rời. Cái này thì các bác lắp vào sử dụng thôi. Đấy, khi hết pin thì các bác lại sạc vào. Rất là tiện dụng. Cái dòng này là dòng cao cấp nhất các bác nhé. Đấy là về cái phụ kiện. Còn tiếp theo là những cái phụ kiện tiếp theo nữa là một cái rắc để các bác cắm vào sạc tay điều khiển này. Còn một cái củ sạc này. Đây một cái củ sạc này thì để các bác cắm vào loa. Đấy, khi hết pin ở trong loa thì các bác cắm sạc này vào và cắm vào nguồn điện là các bác sử dụng thôi. Thì tiện đây này em xin giới thiệu là nhà em cung cấp tất cả các dòng loa điều khiển từ xa để các bác bẫy chim, bẫy cò, bẫy vạc. Nếu mà các bác nào mà có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để ở góc màn hình. Còn bây giờ là một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.